Hello, xin tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Fantachi đây. Mình đến từ kênh channel CryptoHonic. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sang airdrop của cái ví Sender nhé. Sender Wallet là cái được đứng sau là Sender Nap, và họ đã gọi vốn được là 4,5 triệu đô và backer là rất là khủng nhé. Từ Binance Nap này, Pantera và Zam nhé. Đấy, thì cái dự án này là cái ví ở trên mạng lưới Near nhé các bạn nhé. Đây thì toàn bộ cái backer của họ đây rất là khủng các bạn ạ. Đấy, investor backer thì ở vòng đầu tiên, vòng seed thì có Binance Nap đầu tư này. Đấy, ở cái vòng sau đó thì các quỹ khác như Pantera, Crypto.com này, Zam Capital và rất nhiều các quỹ lớn khác như Sigma Capital nữa này. Đấy, nhiều dự quỹ rất là xịn sò, thì đây là một cái dự án rất là tốt nha các bạn nhé. Thì trước mình đã có cái bài hướng dẫn ở trên cái kênh X Twitter của mình, thì hôm nay mình mới có làm được cái video. Thì trước đó mình đã làm cái ví cũng rất lâu rồi, và hiện tại mình đã kiếm được cũng rất là nhiều điểm từ cái dự án này rồi nhé. Đây, hiện tại mình đã kiếm được 50 cái nghìn cái điểm boy từ cái dự án này rồi. Thì đây là cái bài hướng dẫn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm và cách kiếm điểm nhé. Đây thì ở đây mình có ghi rất là cụ thể và đầy đủ các bước ở đây. Cái dự án này thì gần như là miễn phí nhé. Thì các bạn chỉ cần là giữ 0.1 near ở trên cái ví Sender Wallet này thôi. Thì 0.1 near cũng rất là rẻ thôi các bạn ạ. Thì nó khoảng 0.2 đô, 0.3 đô gì đấy. Rất là rẻ thôi. Và cái này là cái vốn nhá, còn không mất phí đâu các bạn ạ. Và phí thì làm miễn phí, mình tương tác trên Twitter hàng ngày và điểm danh thôi là được. Đấy, thì mình đã thống kê ở đây rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bước ở đây nhá. Gồm có 5 bước cũng rất đơn giản thôi. Quan trọng là các bạn làm nhiệm vụ hàng ngày ấy. Ok, thì mình sẽ làm ở trên cái phần mềm get login của mình nhé. Mình quản lý mấy trăm profile ở đây. Ok, thì mình sẽ mở một cái profile, là một cái trình duyệt mới ra để mình hướng dẫn các bạn làm nhé. Ok, thì mình sẽ copy cái bài này vào đây. Thì mình sẽ làm hướng dẫn từng các bạn từng bước một ở trên cái bài này nhé. Thì đầu tiên bước một là cái tải cái ví sender này về cái trình duyệt của các bạn nhé. Thì mình kích vào cái link này. Rồi, thì ở đây nó có cái phiên bản cho trên điện thoại có nhé, và Google Chrome cũng có. Đấy, thì các bạn tải phiên bản nào được. Thì mình đang dùng trên trình duyệt, thì mình sẽ tải phiên bản Google Chrome nhé. Ok, thì bạn ấn và thêm vào cái Google Chrome này, Add Extension này, cái vào Add Extension nhé. Đấy, thì nó đã thêm vào rồi, thì mình sẽ ấn vào đây và mình sẽ ghim nó ra nhé. Ấn vào góc này này. Ở đây, Sender Wallet này. Ok, mình sẽ kích vào đây này. Đây, thì ở đây mình sẽ mình sẽ có hai cách. Một là tạo cái ví mới, hoặc là import cái ví cũ vào nhé. Thì bạn làm cách nào cũng được nhé. Ok, thì mình sẽ đã có cái một cái ví, thì mình sẽ chọn Inbox Wallet vào nhé. Các bạn chưa từng tham gia thì có thể tạo ví mới nhé. Ok, mình sẽ chọn Inbox Wallet, thì và cái tạo ví mới nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Đầu tiên bạn sẽ nhập cái password này. Sau bạn sẽ nhập lại nhé. Ok, bạn tích vào đây này. Sau bạn ấn Continue. Đấy, thì nếu mà bạn muốn nhập cái import cái wallet vào, thì bạn sẽ chọn các hình thức ở đây. Ví dụ như là Squid Recovery Phase là cái cụm từ khôi phục nhé. Và hoặc bạn có thể là chọn Private Key, hoặc là cái khôi phục bằng wallet nhé. Thì mình có thể chọn khôi phục bằng cụm từ khôi phục. Rồi mình sẽ Continue và mình sẽ dán cụm từ khôi phục vào đây nhé. Thì cái này về vấn đề đảm bảo mật, nên mình sẽ không show cái cụm từ khôi phục ra, và mình sẽ che cái bước này nhé. Rồi, và sau khi bạn dán cụm từ khôi phục vào, thì bạn sẽ ấn continue nhé. Đấy,
thì nó đã tạo cho bạn một cái ví rồi, thì nó bảo các bạn cần nạp 0.1 như vào đây nhá các bạn nhá. Đấy, ok. Thì bạn sẽ vừa là copy cái địa chỉ ví này này, bạn sẽ gửi vào, hoặc là bạn sẽ chọn nhận ở đây nhá. Chọn nhận ở đây và bạn có thể copy hoặc là quét mã QR nhá. Thì cái ví này của mình thì đang là 0000 đồng, là đang không có một tí cái token nào nhá. Đấy, và NEAR không có. Ok, thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ nhận và mình sẽ gửi cái NEAR vào cái ví này nhá. Thì tối thiểu là 0.1 NEAR các bạn nhé. Bạn sẽ gửi vào đây để cần kích hoạt nhé. Ok, thì mình đã gửi từ một ví khác vào đây rồi nhé. Thì mình sẽ chờ một lúc đây. Thì nó đã về ở đây. Đây, 0.11 NEAR đây này. Đấy. Thì trong lịch sử của mình có ra có rồi này. Ok, thì mình đã gửi 0.11 NEAR vào cái ví này rồi nhá. Khi mà có NEAR trong ví này rồi thì mình bắt đầu đi làm các bước tiếp theo. Tiếp theo các bạn truy cập cái đường link này này. Mình sẽ để dưới đường link này dưới phần mô tả video cho các bạn nhé. Và tất cả những cái thông tin này mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn. Ok. Đây, bạn click vào đây. Thì các bạn nào có chưa có NEAR thì có thể bạn mua NEAR từ các sàn như là Binance, OKX hoặc tất cả các sàn nó đều có NEAR rồi nhá. NEAR là một cái token rất là lớn nên là tất cả các sàn đều hỗ trợ, ngay cả Coinbase cũng hỗ trợ nhá. Ok, thì là kiếm NEAR cũng rất dễ thôi. Rồi, tiếp theo bước 2 mình sẽ truy cập với trang này, thì đây là cái bước quan trọng để mình tạo tài khoản nhá. Ok, thì đầu tiên bạn vào trang này rồi, sau đó bạn sẽ kết nối cái ví thì đầu tiên bạn sẽ nút in cái tài khoản Twitter, thì cái này phải có cần tài khoản Twitter nhé các bạn nhé. Ok, xong mình ấn đồng ý này. Rồi, sau đó bạn sẽ connect cái wallet của các bạn nhé. Đây, thì sau đó bạn sẽ connect này. Xong ấn no này. Đấy, thì đã kết nối rồi nhá. Sau đó bạn sẽ ấn khi bạn kết nối rồi thì bắt đầu bạn sẽ làm các nhiệm vụ ở đây. Đây, thì ở đây là các nhiệm vụ này. Thì đầu tiên là sẽ daily sign in là cái điểm danh hàng ngày nhé các bạn ạ. Thì cái điểm danh hàng ngày thì là cái ở đây là cái bước 4 này, điểm danh hàng ngày này, mỗi ngày kiếm được 50 boy nhé các bạn nhé. Thì mỗi ngày kiểm danh một lần thôi. Ok, bạn ấn sign in này. Thì sau đó bạn xác nhận trên ví nhé. No này. Ok, thì đấy, bạn đã kiếm được 150 boy nhé. Thì qua cái link giới thiệu của mình ấy, thì mình điểm danh thì được luôn 150 boy. Còn từ ngày thứ 2 giờ đi thì bạn sẽ được 50 boy một lần nhé. Ok, tiếp theo là cái bước là tạo tweet và gắn thẻ cái dự án nó, đó là Sender NAP nhé các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ ấn vào chỗ bot ở đây là tạo một cái tweet nhé. Ấn vào chữ bot thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái tweet sẵn như này. Đấy. Sau mình có thể là chỉnh sửa thêm nhé. Ví dụ mình ghi là tương tác chéo mỗi ngày đi anh em chẳng hạn đấy. Đấy, tương tác. Ok, ví dụ như này chẳng hạn, xong bạn ấn bot này này. Xong bạn sẽ view cái bài của bạn. Thì các bạn nhớ là khi bạn tương tác nhiều ấy thì bạn nhớ phải ghim cái bài này lên này. Ghim này và chỗ là bin to your profile này. Bin nó này. Không các bạn mà tương tác nhiều, bạn like retweet nhiều thì nó sẽ trôi mất cái bài của bạn tít xuống dưới đâu ấy, mà khi họ muốn tương tác với các bạn thì họ không thấy đâu nhá. Nên là mỗi ngày mới một bài mới thì bạn sẽ ghim cái bài mới của cái ngày đó vào nhá. Bạn sẽ pin nó vào, bạn sẽ pin vì nó sẽ lúc nào ở trên đầu và mọi người muốn tương tác chéo bạn thì họ vào cái trang của bạn thì nó thấy ngay trên đầu này, nó không phải tìm nhá các bạn nhá. Đấy mà đấy là một cái mẹo nhá các bạn nhá. Mình đã đi tương tác nhiều và mình đã thấy cái vấn đề bất cập đó và mình đã bảo một số các bạn nên ghim cái những cái bài mới nhất vào. Đấy.
Ok, sau đó nó sẽ mỗi ngày nó sẽ thống kê những cái lượt view, lượt like, là lượt comment này, code và retweet đây, thì nó sẽ tổng tính điểm cho các bạn nhé. Đấy. Ok, và cái bước cuối cùng là cái bước đi mời bạn bè cùng tham gia, thì bạn có thể copy cái link này, giới thiệu này và gửi cho bạn bè để cùng tham gia nhé. Thì mời bạn bè cũng có điểm nhé các bạn nhé, cũng có điểm. Đấy. Thì hàng ngày bạn sẽ làm như vậy, và hàng ngày thì sau khi có tài khoản rồi thì hàng ngày bạn sẽ là cái điểm danh hàng ngày và đăng tweet hàng ngày thôi các bạn ạ. Đấy. Ok, thì cái dự án này làm cũng khá đơn giản thôi các bạn ạ. Làm chỉ một vài phút là xong, và hàng ngày bạn chỉ cần vào đăng một cái tweet và có nội dung là sender app này thôi là xong, và bạn đi tương tác. Kèo rất là dễ các bạn nhé. Mà kèo này rất là xịn, đấy, được có Binance đầu tư thì cũng rất khá là ngon. Binance là một cái quỹ top 1 thị trường hiện tại nhé các bạn nhé, và có sàn Binance và những cái dự án Binance đầu tư mà phát triển tốt thì khả năng lên Binance cũng rất là sàn Binance rất là cao. Rồi thì mình đã hướng dẫn xong cái kèo Sender app này, thì mình có bài từ lâu rồi nhưng hôm nay mới làm được video, thì các bạn hãy làm nhanh nhé. Kèo này chắc cũng sắp airdrop rồi nha các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Thì các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho chúng mình một like, một subscribe kênh YouTube chúng mình nhé, để mình có động lực làm ra nhiều video hay và bổ ích, và những nhiều kèo ngon hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.